Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng kênh của chúng tôi trong video hôm nay. Xin kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng bên gia đình và người thân. Và đừng quên theo dõi kênh mỗi tối để xem những video mới hay nhất của chúng tôi nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại những bài học đắt giá, vẹn nguyên giá trị với thời gian trong một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, đó chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhà văn Kim Dung đã từng nói, ảnh hưởng xã hội của Tam Quốc Diễn Nghĩa vượt xa so với giá trị văn học của nó. Và quả thật, có những bài học cuộc sống trong tập truyện nổi tiếng này vẫn còn nguyên giá trị trong xã hội hiện đại ngày nay. Dưới đây là 6 điều tuyệt đối cấm kỵ trong cuộc sống được đúc rút từ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cùng chúng tôi nhìn lại trong video hôm nay nhé! Tam Quốc Diễn Nghĩa tiết lộ 6 điều tuyệt đối cấm kỵ trong cuộc sống, phải tránh xa, kẻo gây họa, thiệt thân. Tam Quốc Diễn Nghĩa, một tiểu thuyết về lịch sử Trung Quốc. Tiểu thuyết này được xem là một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc. Tác phẩm không chỉ là tiểu thuyết đơn thuần, mà còn ẩn chứa những bài học răn dạy về đạo đức, những tấm gương được mọi người tôn kính thông qua những câu chuyện lịch sử. Có chắc được điểm này cho nên Tam Quốc Diễn Nghĩa có thể trường thịnh không suy, đi sâu vào lòng người suốt nhiều thời đại, không chỉ ở Trung Quốc mà cả ở những nước đồng văn như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Một bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa nhìn thì trông có vẻ như là toàn bàn về chuyện quốc gia đại sự, nhưng thực chất đó lại là thế đạo lòng người, trong đó ẩn chứa sóng nhiều đại kỵ lớn mà hậu thế cần phải tránh. Nếu phạm phải một, hậu quả sẽ khôn lường. Thứ nhất, tuyệt đối cấm kỵ nói lời không giữ lời, thay đổi thất thường. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có kể về một chú ngựa có tên là Ngựa Xích Thố. Người có được con ngựa này chính là Lã Bố. Ai đã từng xem Tam Quốc Diễn Nghĩa chắc hẳn đều nghĩ rằng ông Lã Bố này rất giỏi. Thế nhưng trong đám quần hùng đấu võ ấy, Lã Bố không những không công thành danh toại mà ngược lại bị lâm vào bước đường cùng, bỏ mạng tại Bạch Môn Lầu. Lã Bố là người hữu dũng vô mưu, tuy dũng mãnh như hổ nhưng đầu óc lại không có sự sáng suốt hay khôn lanh xảo quyệt, trong mắt chỉ có chữ lợi. Từ cổ chí kim, những người như vậy thường không ai có thể ngóc đầu lên được. Mặc dù dũng mãnh số 1, thiên hạ vô địch, nhưng Lã Bố lại đánh mất con át chủ bài lớn nhất cuộc đời, đó chính là uy tín. Vì chữ lợi mà Lã Bố giết bố nuôi của mình là Đình Nguyên. Vì chữ tuyệt, Lã Bố lại giết tiếp bố nuôi của mình là Đồng Trác. Sau đó lại chuyển sang đầu quân cho Viên Thuật, Trương Dương, Viên Thiệu, Tào Tháo. Một đời 6 lần đổ trừ, bị người ta gọi là gia đô ba họ. Lã Bố trước khi bị Tào Tháo xử tội chết đã từng từ chối báo giúp Lưu Bị vì Lưu Bị phản bội lời hứa, chửi mắng Lưu Bị là giặc tai to, vong ân bội nghĩa. Có lẽ phải đến lúc chết Lã Bố mới thực sự hiểu nỗi đáng sợ của kẻ không có uy tín. Khổng Tử nói, làm người mà không có uy tín thì không thể đứng được ở đời, làm ăn mà không có tín thì không thể phát đại hưng thịnh. Thành tín không chỉ là một phẩm hạnh mà còn là một kiểu trách nhiệm, không chỉ là đạo nghĩa mà còn là nguyên tắc. Nếu bạn sẩy chân, bạn có thể đứng dậy được, nhưng nếu bạn mất uy tín thì có thể sẽ không bao giờ cứu vãn được. Thứ hai, tuyệt đối cấm kỵ chí nhỏ mưu lớn, hám lợi đen lòng. Cuối thời Đông Hán, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, người ta phân Tam Quốc tức là ba nước bao gồm Ngụy, Thục, Ngô. Ba nước này lần lượt xây dựng chính quyền. Nhưng trong Tam Quốc, người đầu tiên xưng đế không phải là Tào Lưu, cũng không phải là Tôn Quyền mà là Viên Thuật. Viên Thuật xuất thân quý tộc, Viên gia nhiều đời làm quan to, kiếp nạp môn sinh khắp thiên hạ. So với Viên Thiệu, người anh cả cùng cha càng khác mẹ, thì Viên Thuật giống con trưởng, cháu trưởng hơn. Xét về lý thì những người như Viên Thuật chỉ cần có chút trí tuệ là hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió. Trong thời thế loạn lạc của những năm cuối thời Đông Hán, thế nhưng
Viên Thuật lại đánh tan nát ván bài tốt đẹp của mình. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể lại rằng, trong 18 lộ chư hầu, Tôn Kiên là tiên phong dẫn quân thảo phạt đến cùng. Viên Thuật phụ trách tổng hậu cần liên quân, nhưng hắn lại lo sợ thuộc hạ Tôn Kiên thắng lớn, cố ý chỉ hoãn cung cấp lương thảo, một tay châm ngòi khiến liên quân tan rã. Tôn Sách mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc nương nhờ Viên Thuật. Viên Thuật có được Ngọc Tỷ, không suy nghĩ gì, tự mình xưng đế, biến mình trở thành cái đích của trăm mũi tên. Thực ra dựa vào gia cảnh và thế lực của mình, nếu như Viên Thuật có thể giúp lòng quản lý, chiêu hiền nạp sĩ, cũng chưa chắc không thể làm nên sự nghiệp lớn. Thế nhưng, hắn lại xa hoa dâm đãng, hậu cung phi tần 3.000 người, ai ai cũng ăn trắng mặc trơn. Trong khi đó, binh sĩ dưới trướng và bách tính cai quản lại phải ăn đói mặc rét. Vậy nên, khi chư hầu đánh phạt liền rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh, tức học máu mà chết. Là người phải biết liệu sức mà làm, trí nhỏ mà mưu lớn, không cam nổi trách nhiệm cuối cùng chỉ còn nước diệt thân. Lý tưởng và dã tâm đều phải có, nhưng cũng phải có khả năng chống đỡ nhất định. Như vậy mới có thể tiến xa được. Thứ ba, tránh. Yếu còn đòi ra gió, tự cho mình là đúng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, người túc trí đa mưu như Gia Cát Lượng, Khổng Minh cũng đã từng vì một người mà suýt hủy hoại hết danh tiếng cả đời của mình. Người đó chính là Mã Tắc. Trong chiến dịch đóng đô Tây Nam, Mã Tắc đưa ra kế công tâm là thượng sách, được Gia Cát Lượng đặc cách cất nhắc. Thậm chí Gia Cát Lượng còn có ý bồi dưỡng Mã Tắc trở thành người thừa kế của mình. Đặc ân từ trên trời rơi xuống khiến Mã Tắc đánh mất tâm trí, thậm chí còn có ảo giác Gia Cát Lượng người này xem thường coi Tư Mã Ý chẳng là cái thá gì. Vậy nên trong phim mới có đoạn Gia Cát Lượng gạt nước mắt chém Mã Tắc. Hiển nhiên Gia Cát Lượng vô cùng hiểu rõ năng lực của Mã Tắc. Mặc dù có chút tư chất về mưu lược, nhưng còn xa mới có thể đảm đương trọng trách một mình. Tiếc là ý tốt của Gia Cát Lượng cho Mã Tắc lại biến thành sự coi thường chính mình. Vậy nên mới bất chấp tất cả hạ quân lệnh. Lập lời thề không thành công thì sẽ xả thân. Gia Cát Lượng đành phải cho Mã Tắc đi thủ quan dưới sự băn khoăn, đồng thời phái cử Vương Bình và Ngụy Diên hỗ trợ bên cạnh. Và kết quả chúng ta đều thấy, Mã Tắc không những khinh địch một cách mù quáng, mà còn không nghe ý kiến của người khác, còn tự ý thay đổi phương án tác chiến. Cuối cùng, hại chết 3 quân bỏ mạng một cách vô ích. Thế mới cấm câu nói, người sức yếu mà đòi gánh trọng trách lớn, ắt sẽ có ngày gục ngã. Chúng ta cần phải biết mình bao nhiêu cân lạng, nếu không tự lượng sức mình, hậu quả sẽ trầm trọng tới mức đánh đổi cả tính mệnh cũng không thể gánh vác nổi. Thứ tư, tránh kiêu ngạo tự mãn, không coi ai ra gì. Nếu bình chọn câu nói có sức sát thương lớn nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thì câu nói dưới đây ắt sẽ đứng hàng đầu. Khổ nữ sao có thể gả cho huyền tử. Người nói ra lời này không phải ai khác chính là Quan Vũ. Người ta là tôn quyền danh nghĩa, là chủ một nước hạ cố đến cầu hôn. Nếu không muốn thì từ chối khéo thì đã đành. Đằng này lại còn phát ngôn ngông cuồng, ra cái vẻ mỉa mai, khiến tôn quyền mất hết thể diện. Chính việc này là tự ươm mầm họa đánh mất mạch thành. Thực ra, từ tác phong thường ngày của Quan Vũ, có thể thấy ông là một người tự tin cực độ, cũng là người vô cùng tự phụ. Ông này tử trảm hoa hùng, quá ngũ quan trảm lục tướng, giết Nhan Lương, trảm Văn Sử, gần như trước tất cả những đối thủ thì đã gặp Quan Vũ, đều nắm chắc phần thắng trong tay, dè biểu và khinh thường. Nhất là thái độ đối với Lưu Phong. Khi Lưu Bị nhận Lưu Phong làm con nuôi, Quan Vũ phản đối ngay thẳng thừng trước mặt, sau đó đối xử cũng chẳng ra gì, để Lưu Bị phải đẩy hắn tới Thượng Dung. Kiêu ngạo tự mãn là một cái bẫy đáng sợ của chúng ta, nhưng cái bẫy đó lại do chính chúng ta tự tay tạo ra. Quan Vũ cậy tài khinh người, không nể mặt ai chút nào. Điều này không chỉ khiến Quan Vũ bị tôn quyền báo thủ tư. Phật ngữ có câu, lòng người giống như hạt cải, cát bụi trông thì nhỏ bé, nhưng lại chứa cả thế giới bao la.
khi trong mắt bạn có người khác thì trong tâm bạn ắt có đường, tương lai ắt sẽ sáng. Thứ năm, tránh không kiềm chế được cảm xúc, tức giận vô cớ. Cổ nhân xưa có câu, khi cáu giận không được trừng phạt người quá đáng, khi vui mừng không được ban cho người quá nhiều. Làm người không thể không có cảm xúc, nhưng tuyệt đối không được bị cảm xúc chi phối. Trường Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Uy Mãnh chính là một ví dụ sống cho câu nói này. Mặc dù trong cuộc đời gặp không ít hào quang, nhưng tính cách nóng này lại như một cái mụn nhọt của người này mà cả đời Trương Phi khó lòng vượt qua được. Trương Phi nóng nảy đánh Viên Bất Bưu, khiến ba huynh đệ này vừa mới ổn định lại phải xa quê hương, lang bạt trong thiên hạ. Trương Phi đánh Tào Báo, nhạc phụ của lã bố, khiến cho lã bố tử thế bị động, trở thành chủ động chiếm mất Tử Châu. Và lần chí mạng nhất đó là khi nghe tin Quan Vũ bị giết, Trương Phi phẫn nộ, nóng lòng muốn báo thù, nên sắp xếp cho hai thuộc hạ của mình là Phạm Cương, Trương Đạt là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc đó Trương Phi ra lệnh, trong vòng 3 ngày phải gấp rút chuẩn bị cờ trắng giáp trắng, đánh quân Ngô, nếu không sẽ bị trừng trị theo quân lệnh. Phạm Cương, Trương Đạt nghe thấy thế, chỉ phản bác lại vài câu, liền bị Trương Phi đánh đập dã man. Cuối cùng Phạm Cương, Trương Đạt không nhịn được nữa, nhân lúc Trương Phi say rượu ngủ say, đã sát hại, cắt lấy thủ cấp của Trương Phi chạy trốn sang nước Ngô để xin hàng tôn quyền. Thứ đáng ghét nhất trên thế gian này không gì bằng mặt Trương Phi, điều hạ lưu nhất trên thế gian này không gì bằng mang vẻ mặt tức giận cho người khác xem. Điều này còn khó chịu hơn cả việc bị đánh chửi. Không có ai sinh ra vốn đã tự kiềm chế được cảm xúc của mình, chỉ có những người thông minh có trí tuệ thực sự mới luôn luôn nhắc nhở mình. Thay vì bực tức, hãy lấy bực tức làm động lực phấn đấu. Chỉ có kẻ ngốc mới tức giận, còn người thông minh sẽ bình tĩnh vươn lên. Tính cách phải tốt thì phước đức mới bủa vây lấy bạn. Thứ 6, đức không xứng vị tất có tai ương. Nhân vật phản diện số 1 trong Tam Quốc không ai khác ngoài Đổng Trác. Nhà sử học gia nói Đổng Trác là kẻ đào mộ của Đại Hán. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đổng Trác được mô tả là một viên tướng bất tài về quân sự, tham lam, tàn bạo và háo sắc. Đúng hệt với câu nói, đức không xứng vị, tất có tai ương. Năm 189, sau đại loạn Thập Thường Thị, Đổng Trác gia nhập Chủ Miếu Đường, trở thành quyền thần ở dưới một người nhưng trên vạn người. Thông thường con người ta, sau khi có được quyền lực, rất dễ bành trướng, chỉ cần không để ý một tí là phần ác trong nhân tính con người sẽ liền bộc lộ rõ rệt. Đổng Trác dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Hắn giết tiểu hoàng đế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp làm Hán Nam Đế, một tay che trời, sau đó chiếm đoạt hậu cung, hoang dâm vô độ. Tất cả những người đưa ra ý kiến phản đối đều bị Đổng Trác cho là loạn thần tặc tử, mặc ý tàn sát. Đúng như những gì mà cổ nhân đã nói, người được lòng dân ắt có được thiên hạ. Nhân phẩm của Đổng Trác quyết định vận mệnh của hắn. Sau đó 18 lộ chư hầu nổi dậy chống lại, Đổng Trác bị bố nuôi của lã bố chém giết. Thông tin về cái chết của Đổng Trác khiến binh sĩ hô vang vạn tuế, bách tính múa hát tưng bừng, rất nhiều người đổ châu báu lấy rượu thịt để ăn mừng. Hoàng Phủ Tung càng quyết tâm tận diệt, tịch thu tài sản và tru di tam tộc Đổng Trác. Xác của hắn bị vứt lề đường, đủ để thấy tội ác tày trời của Đổng Trác, khiến cả người cả thần đều căm phẫn. Kinh dịch có câu, khôn mang trọng trách của đất, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật. Đức hậu mới có thể chuyên trở vạn vật, người bạc đức khó nhích nổi nửa bước. Kim Dung đã từng nói, nhân vật và sự kiện lịch sử phải đặt vào trong hoàn cảnh lịch sử khi đó để xem. Quan điểm chính trị, ý thức xã hội luôn luôn thay đổi, nhưng nhân tính lại biến động vô cùng nhỏ. Tam Quốc Diễn Nghĩa viết về lịch sử nhưng lại phơi bày nhân tính, đến nay vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn. Có thể nói đó là gợi ý sống và cũng là sách giáo khoa trường đời. Hiểu câu chuyện và nhân tính trong Tam Quốc giúp cuộc đời chúng ta càng đi càng xa, càng bước càng rộng.